cách chơi Red Alert và Yuri với định dạng Full HD. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cái thư mục cài game. Ở đây thì mình dùng Steam thì mình chuột phải vào cái game nè, rồi Manage, rồi Browser Local Files. Sau khi mà nó mở lên đó, thì chúng ta sẽ tìm một cái file có đuôi có tên như thế này, ddraw.combat.ini, bấm mở lên. Rồi, trong này cái phần là supported resolution này nè, thì mình ban đầu thì nó như thế này nè. Đó. Thì mình thêm cái dòng là 1920x1080, cái này là định dạng Full HD đó. Rồi xong rồi mình tắt nó đi ha, mình lưu lại. Rồi, cái này á, nó sẽ có hai cái, một cái là Red Alert và một cái là Yuri. Thì mình sẽ tìm hai cái file nè, đây là ra2.ini và ra2.md.ini. Thì cái này là để chơi ra2 nè, mở lên, bấm hai chuột mở lên. Rồi, chúng ta sẽ sửa chỗ này nè, là 1920 nè, cái này nha là 1080. Ok, là một cái anh này là Red Alert ha. Rồi anh này nè, rồi chỗ này cũng vậy ha, 1920 được chưa, ở đây là 1080. Rồi lưu lại luôn. Sau khi mà có cái này rồi đó, thì chúng ta sẽ mở game lên. Ở đây mình mở Yuri trước ha. Rồi bấm play vào game. Ok, đợi nó run một cái, chắc nó cài thêm một cái phần mềm á. Rồi, sắp xong rồi đó. Chưa lên nữa. Ok, lên rồi. Bây giờ thì mình thử game lên. Rồi, đây là Yuri ha, Yuri Revenge, bản gốc luôn đó. Các bạn muốn cài thêm mod cái gì đó thì các bạn cài. Rồi, có phim nữa hả? Không có phim đâu. Rồi, thử bật option kiểm tra nha. Đây. Thôi, cứ để như thế này đi, không có tình chỉnh gì hết. Rồi, single layer. Rồi, đây, kê vào đây. Cứ để đại ha, start game. Đó. Cái này là định dạng của các bạn. Destruction options. Destination commander, on our way. Rồi bây giờ mình battle control terminated luôn ha. Thì cũng tương tự vậy thôi. Mình cũng mở game lên. Rồi. Ok, chọn hàng trên là Red Alert, còn cái thứ ba là tạo map. President, I'm afraid we have a heck of a situation. Các bạn cũng bấm vào, các bạn cũng vào chơi là nó sẽ có đầy đủ cái định dạng Full HD. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt.